Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Prezone TV. Hôm nay là thứ 6 ngày 9 tháng 9, một ngày khá đẹp. Vậy thì hãy cùng đến với đọc báo cùng Prezone TV số thứ 21. Nếu như tuần trước mình đã mang đến cho các bạn thông tin về việc Intel cho ra mắt thế hệ vi xử lý thứ 7 của mình mang tên Kabylake, thì mới đây, đối thủ của họ là AMD cũng vừa mới giới thiệu cấu trúc mới toanh, đó là Briston Ridge. Thế hệ thứ 7 của A-Series vẫn sẽ bao gồm A12, A10, A8 và A6. Như các thông tin đã lộ từ trước thì A-Series thế hệ thứ 7 vẫn dựa trên tiến trình 28nm và kiến trúc Excavator. Các APU mới của AMD sẽ được trang bị nhân đồ họa Radeon GCN 3.0 chạy ở xung nhịp 1.1GHz, hỗ trợ các chuẩn stream cũng như chạy video 4K. Nhân đồ họa này sẽ mang tới một hiệu năng vượt trội 27% so với thế hệ trước. Với hiệu năng tiêu thụ 65W hoặc 35W thì chúng ta có thể thấy một bước tiến lớn cho công nghệ của AMD khi so sánh với mức 95W của thế hệ trước. Mức điện năng tiêu thụ thấp sẽ giúp các APU này có thể tích hợp trên nhiều thiết bị đa dạng hơn. Cùng với đó thì hãng này có tuyên bố dòng Skylake của Intel tuổi. Khi mà dòng mới này sẽ có hiệu năng đồ họa gấp đôi Skylake, nhưng hãy nhớ là chỉ gấp đôi thế hệ thứ 6 của Intel mà thôi. Còn mới thế hệ thứ 7 vừa ra mắt Kabylake thì chưa biết mèo nào sẽ cắn miểu nào đâu. Trước thời của các mẫu laptop chơi game như Acer hay MSI thì trên thị trường cái tên có lẽ mỗi lần nhắc đến sẽ làm cho game thủ nức lòng, đó chính là Alienware. Mới đây, Dell đã cho ra mắt thêm 3 mẫu Alienware lần lượt là 13, 15 và 17, tương ứng với 3 kích cỡ màn hình 13, 15, 17 inch. Và tất nhiên, 3 dòng sản phẩm này sẽ được trang bị card đồ họa mới nhất của Nvidia, trong đó thì mẫu 17 sẽ được hỗ trợ GTX 1080, còn 2 mẫu còn lại sẽ là 1060 và 1070. Về ngoại hình thì Alienware 15 và 17 sẽ là 2 mẫu có thay đổi diện mạo đáng chú ý nhất so với các mẫu từng giới thiệu trước đây. Đơn cử, 2 mẫu laptop chuyên game này sẽ có thiết kế phần bản lề dịch về gần phía người dùng hơn. Nó giúp cho nhà sản xuất có nhiều không gian trong việc thiết kế hệ thống làm mát cho máy. Hơn nữa, đây còn là mẫu Alienware mỏng nhất từ trước đến nay. Ngoài đó ra thì tất nhiên các thông số cấu hình còn lại của dòng sản phẩm này sẽ vẫn cực khủng như là thế hệ chip Kabylake của Intel, RAM DDR4 và màn hình Full HD 120Hz. Đi kèm với đó vẫn là một giá bán cực khủng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu lần dò dỉ thông tin, giới thiệu các kiểu thì Sony ra mắt PlayStation 4 Pro, thế hệ console mới nhất của hãng. Trước đây thì nó có tên mã là Neo. Ở dòng sản phẩm mới này thì sẽ có thay đổi một chút về ngoại hình cũng như nâng cấp mạnh về cấu hình. Nhờ vậy mà nó sẽ có thể chơi được game 4K HDR. Tuy vậy, bạn sẽ không thể sử dụng PS4 Pro để xem video 4K. Ngoài ra thì để đáp ứng dung lượng của tựa game này thì nó cũng được trang bị ổ cứng lên tới 1TB. Trên sân khấu tại buổi lễ ra mắt thì Sony đã trình diễn khả năng chơi 4K một số tựa game. Ngoài ra thì ông cho biết PS4 Pro sẽ có khả năng tăng độ chi tiết cho các cảnh trong game, mặc dù ban đầu chúng được phát triển dành cho PS4 gốc. Tuy nhiên, những tựa game đã từng được phát triển dành cho PS sẽ có chất lượng đồ họa tốt hơn nhằm tận dụng đầy đủ các lợi thế của PS4 Pro. Một số tựa game có thể thấy như là Call of Duty Infinite Warfare và Call of Duty Modern Warfare Remaster. Những sản phẩm kiểu như này sẽ đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó thì Battlefield 1 và FIFA 16 sẽ được hỗ trợ vào cuối năm nay. Dự kiến sản phẩm này sẽ được bán ra vào ngày 10 tháng 11 năm nay với giá bán là $399. Razer ở đây lại tiếp tục tung ra thêm nhiều sản phẩm nữa trên thị trường máy tính cũng như thiết bị chơi game. Đầu tiên có thể kể đến đó là mẫu máy tính chơi game R1 Razer Ericsson. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Razer và Main Gear, một hãng chuyên lắp ghép máy tính chơi game. Sản phẩm này mang đậm chất Razer khi mà sử dụng đèn LED tông màu xanh lá cùng với đen làm chủ đạo. Nó toát lên một vẻ rất bí hiểm. Tất nhiên là không thể thiếu công nghệ tản nhiệt nước thời thượng. Cũng theo Razer thì cỗ PC chơi game này sẽ hỗ trợ những phần cứng mới nhất trên thị trường và khả năng nâng cấp RAM lên tới 128GB tùy chọn bộ vi xử lý Intel Core i5 hoặc i7, card đồ họa Nvidia GeForce GTX 1060 hoặc là card đồ họa rời thế hệ mới nhất từ AMD, cùng với đó là ổ cứng 1TB. Cũng theo nhà sản xuất thì R1 Razer Edition cũng có cả phiên bản trang bị đồ họa kép SSD dung lượng 1TB cho người dùng không ngại đầu tư. Và hiện tại giá bán của phiên bản trang bị vi xử lý Intel i5, RAM 8GB và GTX 1060 thì có giá bán mức $999. Nhưng không dừng lại ở đó, phiên bản đắt nhất của nó có giá lên tới tận $4,099. Sản phẩm thứ hai mà Razer cho ra mắt đó là một bàn phím giả cơ có mã tên là Onata. Nếu các bạn để ý thì gần đây các hãng lớn liên tục ra mắt cho mình những mẫu bàn phím giả cơ với mức giá khá tốt. Razer cũng không phải là ngoại lệ. Và dòng sản phẩm giả cơ mới này của Razer gọi là Mecha Membrane. Theo Razer thì với thiết kế hệ thống phím Line đặc biệt này, Onata sẽ không chỉ mang lại cảm giác phím dễ làm quen đặc trưng của kiểu bàn phím cao su truyền thống, mà nó còn có cả tiếng clicky và cũng như phản hồi vật lý như trên các loại Green Switch của Razer. Cùng với đó là sản phẩm này cũng được tặng kèm một cây tay bằng da giúp bạn có thể thoải mái nhất khi chơi game. Đặc biệt hơn nữa thì bên cạnh phiên bản Razer Onata chỉ hỗ trợ đèn LED xanh lá, thì Razer cũng cung cấp thêm một phiên bản Onata Chroma với đèn LED lên tới 16 triệu màu. Theo Razer thì với ứng dụng Chroma đi kèm, người dùng có thể tùy chọn những chế độ sáng lè lẹt giống trên các mẫu phím cơ đắt tiền của Razer.
Điểm duy nhất mà mình băn khoăn về sản phẩm này có lẽ đó là ở mức giá của nó. Với bản LED xanh lá thì nó có giá 80 USD, tức là khoảng 1.600.000 đồng. Nếu với số tiền đó thì hãy nhích lên một tí là các bạn có thể mua được một chiếc bàn phím cơ rồi. Còn bản Chroma thì ở 100 đô, tức là khoảng 2 triệu đồng, thì nó đã bằng một chiếc bàn phím cơ Cherry Switch đến từ ZQ, cũng có đèn LED đỏ và nhiều chế độ sáng. Có nhiều người luôn luôn chỉ Razer là một hãng gaming gear chuyên làm ra những sản phẩm kém chất lượng nhưng giá lại cao, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không thể phủ nhận được công lớn của hãng này trong việc tạo ra những sản phẩm gaming gear có thể nói là trở thành xu thế trong thị trường. Đơn cử như chiếc bàn Z5 Lite, sau khi Razer bán ra sản phẩm này thì nhiều hãng cũng đã giới thiệu cho mình những mẫu bàn Z tương tự, đơn cử như là TT Sport với cả Dragonem, hay mới đây nhất là Corsair với Polaris MM800. Tuy nhiên, sản phẩm này của Corsair lại có một số điểm mới đáng chú ý so với các dòng khác trên thị trường. Tiêu biểu như là nó hỗ trợ 15 vùng sáng khác nhau quanh viền của bàn Z, nhờ vậy mà bạn có thể chỉnh được mỗi đoạn một màu cũng như cài đặt các hiệu đứng LED đẹp mắt hơn. Hay việc có thêm một cổng USB để có thể cắm các thiết bị khác. Và tất nhiên, nó có thể được đồng bộ với các sản phẩm khác của Corsair thông qua phần mềm điều khiển mới nhất của hãng. Và giá bán của nó ở Tây là 60 đô. Trong nỗ lực quảng bá Call of Duty Infinite Warfare thì mới đây nhà phát triển Infinity Ward vừa đã tung ra hai đoạn trailer giới thiệu phần chơi multiplayer ở phiên bản mới nhất của dòng game Call of Duty. Mở màn là đoạn trailer chứng minh nhà sản xuất có ý tưởng rất tốt trong việc chuẩn bị mang một trải nghiệm multiplayer thú vị ở trên Call of Duty Infinite Warfare đến hàng triệu game thủ. Đoạn video này giới thiệu những lớp nhân vật khác nhau cũng như những phong cách chiến đấu cực kỳ đa dạng và thú vị. Xem xong đoạn trailer này thì mình vẫn không hiểu vì sao tựa game này nhận được quá nhiều gạch đá như vậy. Có thể sẽ nhiều người vin vào lý do nó đã mất đi chất Call of Duty, nhưng liệu có người nào định nghĩa được thế nào là chất Call of Duty hay không? Cho nên hãy ngừng thù hận và chờ đợi đến khi nào nhà phát hành phiên bản thử nghiệm của nó thì chúng ta mới có thể có được cái nhìn khách quan nhất được. Trái ngược với Call of Duty thì đối thủ của nó ở bên kia chiến tuyến thì đang nhận được sự ủng hộ cực kỳ nồng nhiệt từ game thủ sau đợt thử nghiệm vừa kết thúc. Nhìn chung thì hầu hết các đánh giá sau đợt thử nghiệm này đó là game có một đồ họa cực đẹp, giao diện thân thiện hơn so với phiên bản trước đây. Gameplay chiến đấu khiến người chơi phải khóc thét cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lý do của nó đó là khi mà các khí tài quân sự như các loại xe tăng quá bá đạo, các trường hợp như là chui vào xe tăng và đứng tốp với số mạng chết là không xảy ra khá thường xuyên. Lý do là bối cảnh của game được đặt vào thế chiến thứ nhất, cho nên các loại vũ khí hiện đại là không có. Vì vậy việc tiêu diệt xe tăng cũng là khá khó khăn. Chắc chắn trong tương lai EA sẽ phải chỉnh sửa nếu muốn trò chơi của mình được cân bằng và thu hút game thủ hơn. Ngoài ra, một điểm cộng nữa đó là cơ chế cưỡi cũng như chiến đấu trên ngựa là một điểm rất thú vị và mới lạ. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác của quân Mông Cổ khi phi ngựa băng băng trên thảo nguyên, gặp thằng nào cầm súng là chém phát chết luôn. Nhìn chung thì đây là một lần thử nghiệm khá thành công của Battlefield 1. Tin tức cuối cùng đó là về một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất, và khi ra mắt thì chắc chắn mình sẽ mua sản phẩm này. Đó chính là Titanfall 2 với trailer giới thiệu các mẫu Titan ở trong game có tên gọi là Meet the Titan. Ở trailer này thì nhà sản xuất đã công bố 3 mẫu Titan còn lại. Vậy là chúng ta sẽ biết sẽ có 6 lớp Titan của game, trong đó có Tone, Legion, Ronin, Nostar, Iron và Scott. Mỗi loại Titan sẽ có những kỹ năng, sức mạnh đặc trưng của mình và khó có thể diễn tả độ phê ở trailer này. Mong rằng đây sẽ một bom tấn đích thực chứ không phải Titan fail. Tin tức vừa rồi đã kết thúc đọc báo cùng Prism TV số thứ 21. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì, hãy comment ngay bên dưới. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh YouTube của Prism TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.